Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 28 tháng 8, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết là cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ hỗn chiến giữa hơn 50 đối tượng giang hồ xảy ra vào đêm hôm qua ngày 27 tháng 8 tại khu vực Cầu Tó, ngay cạnh khu đô thị Đại Thanh, khiến cư dân tại đây hoảng sợ, lo lắng. Theo thông tin từ người dân sống ở khu đô thị Đại Thanh, thì vào khoảng 21:30 ngày 27 tháng 8, một nhóm hơn 20 người đến quán nhậu gần khu vực Cầu Tó ngồi uống bia. Nhóm này ngồi chia làm 3 bàn, gồm những thanh niên có độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Trong lúc nhóm thanh niên này đang nhậu, thì có một nhóm khác khoảng hơn 30 người đi xe máy ập đến quán và lao vào đánh nhóm đang ngồi uống bia. Rất nhiều người cầm theo dao, kiếm lao vào hỗn chiến. Một số thanh niên bị chém và bị ném chai bia vỡ đầu đã chạy vào nhà dân trốn. Một số người dân cho biết nhìn thấy nhóm thanh niên mang theo súng và họ nghe hai tiếng súng nổ. Khi các công an đến hiện trường, những thanh niên này đã lên xe bỏ chạy. Bên trong quán nhậu nhiều đồ đạc bị đập phá. Công an đồn Cầu Bưu cũng cho biết là chưa xác định có việc nổ súng trong vụ hỗn chiến này.